Đó, chào mọi người. Vâng, thì trong cái video này tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến trận chéo giữa Super Vegeta đấu với Vegito. Và Vegito này là nó ở dạng thái Saiyan nha bạn. Ôi da, Vegeta này là đang cố tấn công nhưng mà máu bị mất quá, có vẻ đánh không lại. Yếu rồi các bạn ơi, trời ơi, không ngỡ ra địch nổi đâu. Máu bị mất nhiều quá. Tâm lượng tới đòn đánh của Vegeta đã làm cho Vegeta bị thương rất là nặng các bạn. Nó chỉ còn một tí máu nữa thì tiêu rồi. Vâng các bạn, thế là xong. Đây là hiệp 1 nha. Ta sẽ tiếp theo với đây là hiệp 2. Thì trong hiệp 2 thì đấy, cái thằng Vegeta vẫn cố giữ được phong độ. Vâng bạn, rồi nó đang tấn công rất là liên tục luôn. Trời ơi, hay dạ. Trời ơi, thiếu tông rồi. Come at me for real. Oh.